Sau khi đã học xong khóa Excel cơ bản và phần đầu của khóa học Excel ứng dụng của Saga.vn, chắc chắn bạn sẽ có một nền tảng vững chắc để bắt đầu đi sâu vào các bài tập tình huống. Ở phần sau của khóa học, chúng ta sẽ học cách xây dựng một báo cáo lãi lỗ P&L hoàn thiện với mục đích cho bạn thấy rằng những khái niệm mà chúng ta đã học từ đầu đến giờ có thể áp dụng như thế nào trong thế giới kinh doanh thực tế. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng nên những biểu đồ đẹp mắt và chuyên nghiệp như biểu đồ thác nước, biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ khu vực. Trong bài học mở đầu hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguồn dữ liệu sẽ được dùng trong các video để tạo ra một báo cáo lãi lỗ P&L. Hãy cùng nhìn vào dữ liệu của chúng ta nhé! Trước khi đi vào phần bài tập, chúng ta cần tìm hiểu kỹ xem chúng ta có những loại thông tin gì và loại thông tin đó có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ, tôi sẽ mở trang FY2011 ra. Cột đầu tiên biểu thị các hạng mục của một tài khoản P&L, bao gồm các khoản lợi nhuận và các chi phí liên quan. Cột C dùng để chỉ công ty đối tác. Giả sử những thông tin của công ty Genoco mà chúng ta đang có ở đây là của công ty mẹ, nên tài chính của nó sẽ bao gồm những giao dịch liên quan tới các công ty con và các bên đối tác. Mỗi con số trong cột C biểu thị cho một công ty đối tác riêng, và những công ty con sẽ được sử dụng những số giống nhau. Nhờ đó, chúng ta có thể tìm được nguồn gốc của tất cả các giao dịch trong Genoco. Lưu ý rằng, có một vài chỗ đang để là tổng cộng, chúng thể hiện số lượng tổng cộng của một khoản nhất định liên quan đến nhiều đối tác khác nhau. Ở cột D, chúng ta sẽ thấy tên của công ty thương mại. Những giao dịch liên quan đến bên thứ ba được đánh dấu là bên ngoài. Cột E thể hiện số tiền tương ứng của mỗi danh mục trong báo cáo lãi lỗ P&L. Điều đầu tiên chúng tôi chú ý ở đây là lợi nhuận mang giá trị âm, còn chi phí thì ngược lại, mang giá trị dương. Chúng ta sẽ giải quyết cái này sau nhé. Cuối cùng, cột F chứa các mã là ký hiệu của các danh mục trong P&L. Ký hiệu này giống như trong hệ thống kế toán của Genoco, một công ty thường sử dụng một mã cho mỗi đầu dòng khác nhau trong tài chính, để nếu sau đó họ có thể làm việc với Excel dễ dàng hơn. Bạn nên xem xét liệu nguồn dữ liệu trong các năm có đồng nhất hay không. Chẳng hạn, nếu có sự khác nhau về cách tổ chức, định dạng file hay công thức tính toán, thì bạn nên kiểm tra lại một cách cẩn thận. Trong trường hợp của chúng ta, có vẻ như ba trang tính FY2011, FY2012 và 2013 đã được căn chỉnh hoàn hảo. Nhưng hãy nhớ rằng trên thực tế, không phải lúc nào bạn cũng sẽ nhận được một file Excel như vậy đâu. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như like fanpage cộng đồng kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay những thông tin về bài giảng hoàn toàn miễn phí nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.